chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào Nhất Anh và chào quý vị khán thính giả. Đến với chương trình ngày hôm nay thì hôm nay Nhất Anh muốn anh Thắng có thể dẫn Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt TV đi tới Phi Châu được không anh Thắng? Được. Và trong Phi Châu thì có rất là nhiều nước, nhưng mà có một nước mà Nhất Anh rất là muốn biết, đó là cái đất nước Nam Phi. Thì hôm nay anh Thắng có thể giới thiệu về Nam Phi được không? Dạ vâng. Thì nói đến Nam Phi thì chúng ta cần một chút xíu về cái địa lý của nó. Dạ. Thì Phi Châu là một cái châu lục khá lớn, và dĩ nhiên thì nhìn qua cái bản đồ của Phi Châu, chúng ta có thể hình dung là phía đông bắc của Phi Châu đó là cái xứ Ai Cập, và bên tây tây bắc đó thì đó là xứ Morocco. Dạ. Ngày xưa mình hay gọi là xứ Maroc đó. Dạ. Còn phía nam tận cùng của Phi Châu đó, thì người ta gọi là South Africa, có nghĩa là Nam Phi Châu, và cái đất nước ở đó thì gọi, cái tên của họ gọi là South Africa, mình dịch ra là Nam Phi. Yeah. Và đây là một cái đất nước cực nam của châu Phi, thành thử nó cũng có khá nhiều những cái khí hậu, cũng như là những cái về tài nguyên, về những cái văn hóa nó khác hẳn với ở phía bắc và phía chính giữa của Phi Châu. Yeah. Thường người ta nói là ở Phi Châu là thường là thời tiết nóng, nhưng mà không biết ở Nam Phi thì như thế nào anh Thắng? Thì đó là cái điểm mà chúng ta nói về cái chỗ nóng đó, nó nằm ngay khoảng sa mạc ở chính giữa. Yeah. Sa mạc là Sahara. Yeah. Những cái sa mạc đó, chúng ta có thể đi đến Morocco, và chúng ta chỉ cần đi qua khỏi Morocco chúng ta bước bắt đầu vào sa mạc rồi. Yeah. Hoặc là chúng ta đi ở Egypt, chúng ta đi về phía tây của Egypt. Egypt là một cái đất nước rất là buồn cười, là có cái sông Nile chảy qua. Và con sông Nile nó tất cả chỉ có một cái xanh lè, cánh đồng cỏ dọc theo con sông Nile thôi. Yeah. Còn ngoài ra từ phía tây của họ là toàn là sa mạc. Yeah. Thành ra chúng ta đi vào những cái xứ đó chúng ta thấy sa mạc. Nhưng mà khi đi về phía nam đó thì chúng ta đụng vào cái xứ gọi là South Africa đó. Thì cái xứ này tôi thấy nó có rất là nhiều tài nguyên, và đặc biệt là khí hậu nó cũng là xuân hạ thu đông như mình. Mm. Thành ra thực sự nếu đi về phía miền nam và miền tây nam của Nam Phi đó thì rất là xanh tươi và cây cối rất là nhiều. Là chẳng hạn như đi vào, chúng tôi có dịp đến nó vào cái mùa đông của chúng ta, và chúng ta đi đến Nam Phi. Nam Phi là cái xứ nằm phía nam bán cầu. Yeah. Nam bán cầu thì lúc nào thời tiết nó có ngược lại với bắc bán cầu, có nghĩa là chúng ta ở đây đang là mùa xuân thì bên đó là mùa thu. Thành ra chúng ta mùa hè thì bên đó là mùa đông. Yeah. Và chúng ta đang đi bước vào mùa đông thì bên đó là mùa hè. Yeah. Thành ra chúng ta bắt đầu đi một cái tòa thì Nam Phi vào cái tháng 11, tháng 12 chẳng hạn, thì đó là mùa hè bên kia. Mm. Và chúng ta đến đó chúng ta có thể xem, có dịp nhìn những cái hoa phượng tím nở giống hệt như ở bên Hoa Kỳ của chúng ta. Hoặc là quý vị khán thính giả nào ở Úc cũng có thể nhìn qua hình ảnh qua cái hoa phượng tím. Cái đó điểm rất đặc biệt, là tôi đi đâu và đi đến châu Phi, châu Úc, châu Mỹ, Nam Mỹ, chúng ta đều gặp cái hoa phượng tím. Ngay cả đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang ở, chúng ta cũng thấy hoa phượng tím đó, đúng không? Thành ra chúng ta ở ngay Orange County này, nếu mà vào mùa hè, quý vị có thể đi thăm những một cái số con đường của Santa Ana, chúng ta thấy được những hoa phượng tím nở rộ rất là đẹp. Yeah. Dĩ nhiên là bên Úc cũng có những cái đoạn đường, có cả một cái thành phố mà gọi hoa phượng tím đẹp lắm. Ở bên Nam Phi cũng vậy, ở Johannesburg. Chúng ta đến Johannesburg là một cái thành phố lớn nhất của Nam Phi, và đó cũng là một cái nơi cho chúng ta rất là nhiều cái ngạc nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là Nam Phi là một đất nước khá lớn, nhưng mà họ chia ra những cái cơ quan thủ đô của nó cũng rất là buồn cười. Yeah. Tại vì chúng ta đi tới ở bên thành phố lớn nhất của nó, Johannesburg, là nằm ở phía gần như phía bắc của Nam Phi. Và cạnh đó, đi cách đó khoảng hơn một tiếng xe thì chúng ta đi đến một cái thành phố nội Pretoria, chứ không phải Victoria. Yeah. Pretoria thì đó là một cái nơi mà về cái nền hành pháp của họ đóng ở đó. Còn nếu mà về lập pháp thì nó lại xuống Cape Town. Tức là mỗi một thành phố đều có một cái cai trị khác nhau cả, là một cái tư pháp, hành pháp và lập pháp nằm ở ba thành phố khác nhau, chứ nó không tập trung lại. Yeah. Đó. Nhưng mà thành phố Johannesburg là thành phố lớn nhất. Và sau đó thì chúng ta phải nói đến cái thắng cảnh nữa, là đi về phía nam, cực nam của Nam Phi, chúng ta đến cái thành phố gọi là Cape Town. Và trong Cape Town này nó nằm trong một cái gọi là cái bán đảo, người ta gọi là Cape Peninsula. Yeah. Và về Cape đó, tất cả những cái thắng cảnh nổi tiếng và rất là đẹp về thiên nhiên của Nam Phi đều tập trung về phía dưới đó hết. Vậy anh Thắng nói thêm về ở Cape Town đi anh Thắng. Ở Cape Town thì có cái gì trong đó? Cape Town đây là một cái thành phố, chúng ta cũng có trở lại một chút xíu, là ngày xưa Nam Phi nó thuộc về, là thuộc địa của Anh. Yeah. Thành thử chúng ta để ý cái tên của
thành phố, các thành phố Nam Phi đều mang một cái âm hưởng của Anh. Yeah. Chẳng hạn chúng ta đến Cape Town đó, thì đây là một cái thành phố rất là đẹp, rất là đẹp. Nó nằm cạnh biển. Phải nói thêm nữa là cái đất nước Nam Phi đó, nó nằm dọc theo hai cái bờ biển chứ không phải bờ biển. Một tiếng Tây đó thì nó nằm trực thuộc với là Atlantic Ocean, yeah, tức là Đại Tây Dương. Yeah. Còn phía đông của Nam Phi ấy, thì nó nằm phía gọi là Ấn Độ Dương, yeah, India Ocean. Yeah. Thành ra hai cái biển đó nó nhập lại và đi đến cực nam của nó. Chúng ta đi đến vào cái Cape, nó gọi là Cape Point, là cái chỗ xa nhất của Nam Phi. Còn nhưng mà trước khi đó chúng ta hay nghe đến cái tiếng Việt Nam, mình hay nghe nói đến cái tên gọi là Mũi Hảo Vọng, yeah, Cape of the Good Hope. Yeah. Đó là cái điểm mà ngay gần cái cực nam của Cape Point. Đó là cái nơi là có nhiều cái truyền thuyết, có nhiều câu chuyện cổ tích, có những cái cả thế giới ai cũng nghe nói, người Việt Nam mà nghe nói Mũi Hảo Vọng ở bên Phi Châu, yeah, hoặc là chúng ta nghe nói Cape Peninsula hoặc là Cape Town, rất là nổi tiếng đối với người Âu Châu và Hoa Kỳ. Yeah. Thì đó là cái chỗ để mà tập hai biển Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương gặp nhau. Và ở chỗ đó người ta có nói truyền thuyết là những con tàu ma, yeah, ở đó. Yeah. Và đó là cũng là nơi mà những nhà gọi là hàng hải ngay vào những thế kỷ 16, 17 họ đã bỏ công sức, và có một người rất là nổi tiếng, Magellan. Magellan là một nhà hàng hải của người, nếu tôi nhớ không lầm thì ông là người Bồ Đào Nha. Yeah. Nhưng mà ông lại không làm việc cho Bồ Đào Nha, hoàng gia Bồ Đào Nha, mà ông làm việc cho bên Tây Ban Nha. Và ông là người đã đi một vòng từ Âu Châu, ông đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, và ông đi vòng qua bên Á Châu và ông trở về. Và ông là người đã chứng minh là trái đất tròn chứ không có vuông. Yeah. Có nghĩa là ông xuất phát, ông đi một chiều và ông về bằng một chiều khác, ông vẫn trở về Tây Ban Nha. Yeah. Thì tuy nhiên thì ông Magellan thì ông rất là không có may mắn, là ông đã trên đường đi thì ông đã đến Philippines và ông đã bị thổ dân ở đó giết chết. Yeah. Thành thử ông là người tìm ra con đường để đi về một vòng thế giới, nhưng mà cuối cùng thì ông đã không là người không có make it, không yeah, có trở về được. Yeah. Mà cả một con thuyền khoảng gần 270 người đi, mà yeah, về nơi còn có 18 người thôi. Yeah. Có nghĩa là đi 3 năm trời mà chết gần hết. Yeah. Nhưng mà đó là một cái nhà hàng hải mà tôi rất ngưỡng mộ. Yeah. Nhưng mà cái Mũi Hảo Vọng đó là mình từ đất liền mình đi ra đó thì cách bao lâu hả anh Thắng? Mũi Hảo Vọng tức là chúng ta đi đến cực nam. Yeah. Chúng ta đến Cape Town. Thì Cape Town nó là cái thành phố sát ngay biển bên phía Đại Tây Dương. Yeah. Và cái thành phố nó rất là đẹp, tại nó có rất là nhiều kiến trúc của Anh, của Victorian Architect, hoặc là có những kiến trúc của những đất nước khác đến, tại vì họ đã bị ảnh hưởng nhiều cái đất nước Âu Châu đến. Nhưng mà Cape Town đó, từ Cape Town chúng ta đi một vòng, đi xuống dưới nữa, đi xuống tận cùng cái cực, cái điểm Cape Point của Cape Peninsula, thì chúng ta đến đó là cực nam. Và yeah, từ đó chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh hai cái bờ biển có thể nó nhập với nhau đó. Thành ra người ta nói khi mà hai bờ biển nó nhập với nhau đó thì có thể cái độ chênh lệch của nó không có đều đó. Yeah. Thì nó tạo ra những con sóng rất là lớn như đó. Yeah. Và ngay cái mũi đó là cái mũi rất là khó vượt qua. Yeah. Đó, thành thử về sau thì cũng có mấy người vượt qua được, thì ông Magellan mà tôi vừa nói đó là một trong những người đó. Yeah. Và cái những người đi còn không vượt qua thì họ gọi đó là mũi, ngày xưa nó gọi là Cape of the Storm, có nghĩa là mũi bão táp. Yeah. Xong xuôi thì sau khi một ông đi qua được thì ông đổi tên đó là Mũi Hảo Vọng. Yeah. Thành ra chúng ta cũng không biết được, tùy theo cái thành công của một người đi biển. Yeah. Thì người ta đặt tên cho cái vùng đó. Nhưng mà xuống vùng đó thì thứ nhất chúng ta được nhìn biển, hai biển Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, đồng thời chúng ta nhìn được những con thú hoang dã ở đó. Con thú nào ở đó anh Thắng? Có loại khỉ này, rồi những con loại chim nó cũng khác hẳn, là rắn cũng có ở dưới đó. Thế tuy nhiên thì cái con mà nó phá phách nhất mà tôi chứng kiến được là loại khỉ. Nó gọi là một cái loại chắc ma baboon. Yeah. Tôi nhớ cái tên nó là baboon, chắc ma baboon. Đây là một cái loại khỉ nó phá vô cùng. Chúng ta đi xe mà nó nhảy lên lầu xe, nó ngồi trên đó để tìm đồ ăn. Yeah. Hoặc nó xin đồ ăn. Yeah. Thành ra đó là những cái loại khỉ nó quen với người và nó đi chung quanh cái khu Mũi Hảo Vọng. Và đó là cũng chúng ta đến nơi chúng ta có thể nhìn được cái lighthouse, tức mình gọi là đèn, là cái hải đăng. Yeah. Cái hải đăng mà của cái Mũi Hảo Vọng. Và đó là một cái điểm du lịch mà phần lớn du khách khi đến Cape Town đều đến đó để chúng ta đi. Yeah. Và đặc biệt thì ngoài cái Mũi Hảo Vọng, chúng ta còn được xem một cái thắng cảnh
của cái Table Mountain. Table là cái bàn đó. Có nghĩa là cái mountain đó nó giống như quý vị có nhìn qua những cái hình ảnh của video clip thì quý vị thấy cái hình ảnh cái núi nó giống hệt như cái bàn. Nó nằm giữa giữa trời không vậy đó. Thì người ta gọi là Table Mountain. Và chúng ta lên trên đỉnh đó, đặc biệt là bên thành phố Cape Town đó, họ đã sử dụng cái loại cable car rất là đặc biệt, là vừa kéo lên vừa xoay tròn 360 độ để cho cái người du khách có thể thưởng ngoạn tất cả những cái hình ảnh, cái view đẹp của Cape Town. Mà cũng thấy được cái Table Mountain đó luôn. Thấy luôn. Tại vì mình lên trên đỉnh đó và mình có thể đi bộ trên đó. Đứng ở trên đó, quý vị nhìn qua những hình ảnh hoặc là những video clip mà chúng tôi đã quay đó, thì quý vị thấy cái Cape Town rất là đẹp và rất là lạ so với tất cả những thắng cảnh khác ở trên thế giới. Và cái Table Mountain đó thì đúng là cái table thật. Tại vì mình có thể đi trên đó mà. Mình đi một cái đoạn đường khá xa. Và mình đứng ở trên đó mình có thể nhìn thấy luôn cái Cape the Point, tức là cái cực nam của cái Cape Peninsula. Thành ra những cái điểm mà đặc biệt của Nam Phi thì phải kể đến cái khu vực Cape Peninsula, trong đó có Cape Town, có Cape of the Good Hope. Và chúng ta đi lên phía bắc, chúng ta đến thành phố lớn nhất đó là Johannesburg. Và đặc biệt là chúng ta đi lên trên một chút nữa, chúng ta sẽ đi vào một cái National Park, công viên quốc gia Kruger. Kruger, trong đó là đây là một cái khu vực rất là lớn. Cái National Park này nó dài khoảng hơn 300 cây số và bề ngang của nó cũng hơn 40 cây số. Thành thử đây là một cái National Park rất là lớn, và trong đó những loài thú hoang dã của đất nước Phi Châu nói chung và đất nước Nam Phi nói riêng nó đều sinh sống trong đó hết. Và trong những cái khu vực đó thì người ta gọi là safari. Nếu vậy thì người khách mà tới cái địa điểm đó, những cái National Park đó, thì người ta cần phải chuẩn bị cái gì không anh Thắng? Tại vì trong đó có nhiều thú vật như vậy thì người ta có phải chuẩn bị gì không? Dĩ nhiên thì chúng ta đến cái khu vực safari đó thì trong đó nó có, là tuy là rừng, thế tuy nhiên có rất là nhiều hotel được làm trong đó. Và nhiều cái khu vực họ trở thành một cái private resort. Dĩ nhiên tất cả những loài thú sinh sống ở trong đó họ đều để nguyên như vậy cả. Chẳng hạn như nếu mà Nhất Anh thấy một con sư tử nó đuổi theo được một con nai, nó cắn cổ nai và nó té xuống ăn thịt, thì người ta để nguyên như vậy. Tại vì trong tất cả cái đời sống trong đó là nó là thiên nhiên. Thành ra cái đó, cái bản năng sinh tồn của con sư tử nó là phải ăn thịt con nai hay là con linh dương. Thì con linh dương thì có một cái vấn đề là cái loài linh dương á nó đẻ rất là nhanh. Nó rất là nhiều. Thành thử nếu mà người ta nói là nếu nó không có cái con sư tử ăn, không có những con beo ăn á, thì có thể nó là trở thành cái chỗ là, cũng là làm cái đại nạn cho con người, tại vì cái loại nó xanh rất là nhiều. Thành thử đi đến Nam Phi thì nhìn cái đời sống hoang dã của các loài thú vật thì mình học được nhiều lắm. Và mình thấy cái loại tạo hóa sinh nó đều có cái gọi là kiểm soát lẫn nhau. Chứ còn không phải vừa tự nhiên là cái con sư tử nó muốn ăn là nó ăn. Nhưng mà con sư tử mà nó không có thịt ăn thì nó sẽ chết, nó tuyệt chủng. Nhưng mà trở lại cái Kruger National Park á, trước khi chúng ta vào thăm những cái safari đó, chúng ta đi qua phía một cái gọi là cái canyon, cái gọi là Pryder River Canyon. Và cái Pryder River này đó, nó cho chúng ta những cái thưởng thức, những cái thắng cảnh thiên nhiên cũng rất là đẹp. Chúng ta bên này chúng ta có Grand Canyon, đúng không? Bên kia nó có Pryder River Canyon. Có giống nhau hay khác nhau gì anh Thắng? Bên kia xanh tươi hơn. Trong khi chúng ta bên này chúng ta bị vào mùa hè trời rất là nóng, nhưng mà bị khô cằn. Trong khi bên kia chúng ta có thể nhìn thấy, mặc dù mùa hè nó vẫn xanh tươi, nhưng mà cũng rất là cao ráo và rất là đẹp. Nó có những cái river chạy ở dưới và những cái... qua những cái hình ảnh video clip thì quý vị có thấy một số những cái hình ảnh về các canyon, về các thung lũng, về những cái sightseeing mà nature mà chúng tôi đã có dịp thu hình. Tại vì thời gian chúng ta không có nhiều, chỉ trong vòng có 15 phút để mà diễn tả về một cái địa điểm du lịch thì cũng quả thực rất là khó khăn đó Nhất Anh. Nhưng mà 15 phút nãy giờ thì Nhất Anh cũng cảm nhận rất là nhiều về cái thành phố ở đất nước Nam Phi, về những cái địa điểm mà anh Thắng đã vừa mới giới thiệu cho Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt. Nhưng mà thêm một cái trước khi chấm dứt chương trình là khuyên Nhất Anh nếu mà muốn tìm kim cương cũng nên đến Nam Phi, đến thành phố Kimberley. Đó là thành nhiều phố kim cương anh. Là kim cương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây xin được tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.